Xin chào các bác, chào mừng tất cả các bác quay trở lại với kênh YouTube của em Tuấn Đèn. Hôm nay thì shop Tuấn Đèn xin phép được gửi tới các bác một sản phẩm đèn pin cầm tay khá là ngon, bổ và rất là rẻ, có nhãn hiệu là Mantaray M6. Thì sản phẩm này thì được vận hành bằng một viên pin 18650. Sản phẩm thì được gia công khá là đẹp mắt này, chi tiết tinh xảo và có vỏ khá là dày dặn nhá. Mọi người có thể quan sát cái sản phẩm này trên tay em đây. Mantaray M6 đây. Đầu tiên thì chúng ta đến với kích thước của đèn. Đèn thì có kích thước tổng thể là 13,5cm đối với chiều dài của đèn này. Còn cái đầu đèn này thì có kích thước là 3cm. Đường kính của đèn thì thân đèn thì có kích thước là 2,5cm nhá. Và sản phẩm thì được thiết kế cái công tắc ở phần đuôi đèn này. Sản phẩm thì được trang bị cái chip LED là XML2 cho công suất tối đa là 1200 lumen. Đây, để em tháo ra cho mọi người xem cái chip LED của đèn nhá. Sản phẩm thì chúng ta có thể tháo rời 3 phần này. Phần đuôi đèn này, thân đèn và đầu đèn. Đây, mọi người nhìn thấy chưa ạ? XML2, chip LED XML2 khá là bé, tuy nhiên thì cho ra ánh sáng rất là căng đét luôn đấy. Để tí nữa thì em sẽ test cái ánh sáng của đèn ở chế độ ban đêm thì cho các bác xem nhé. Đây, chúng ta có thể đèn có thể tháo rời ra ba bộ phận này, đầu đèn, thân đèn và cái đuôi đèn. Sản phẩm thì được trang bị kèm theo một viên pin 18650 có dung lượng là 2000 mAh. Đây, cái viên pin của cái này là shop trang bị cho đèn nhé, còn không có pin theo đèn. Còn viên pin này thì 2000 mAh đây. Các bác có thể quan sát ở trên màn hình này. Hôm trước em có đo cái sản phẩm này bằng cái máy Litokala. Có dung lượng là 2000 mAh. Còn đây chính là cái thông số của đèn này. Mantaray M6 sử dụng một viên pin 18650. Sử dụng chip LED XML2 này. Và đèn sáng trắng thì có cái nhiệt màu là 6500K này. Còn đèn ánh sáng vàng thì có nhiệt màu là 3000 nhé, 3000K. Tiếp đến thì em sẽ cho các bác xem cái trọng lượng tổng thể của đèn khi chưa có pin nhé. Đây, sản phẩm này có trọng lượng là 120g, chưa có pin. Thêm viên pin vào nữa thì sẽ là thành 164g. Khá là nhẹ, chưa đến 200g. Rồi, tiếp đến thì chúng ta đến phần vận hành sản phẩm này. Sản phẩm này thì cũng khá là lạ, tại vì là em chưa hiểu tại sao mà sản phẩm ánh sáng màu trắng thì lại có 4 chế độ sáng, còn sản phẩm màu vàng thì chỉ có một chế độ sáng duy nhất thôi. Đây, trên tem là sản phẩm đèn pin Mantaray M6 ánh sáng trắng này. Đây, chế độ sáng đầu tiên này, mạnh nhất này, trung bình này, chỉ có 3 chế độ sáng thôi ạ. Sáng mạnh nhất thì chúng ta có công suất lớn nhất là 1200 lumen nhé. Đây, đèn ánh sáng vàng này, sáng vàng thì chỉ có đúng một chế độ sáng duy nhất này. Không hiểu tại sao nhà sản xuất lại sản xuất như vậy thì em cũng không rõ luôn nhé. Nói chung là đèn thì có cái kích thước thì khá là nhỏ và được gia công rất là dày dặn và chắc chắn. Các bác thấy không ạ? So với các hãng như cả Sofin hay là Convoy thì sản phẩm này cũng không thua kém gì đâu ạ. Chỉ thua mỗi cái là thương hiệu thôi, còn chất lượng thì cũng không kém đâu, tại vì đèn được gia công rất là dày dặn. Ở hai cái đầu thân đèn này thì được trang bị một cái rong cao su nhé, thì chúng ta có thể đi khi trời bị mưa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test ánh sáng của đèn này ở trong đêm tối xem là cái ánh sáng của sản phẩm này sẽ sáng đến mức độ nào các bác nhé. Cảm ơn các bác, giờ em sẽ đi test đêm này. Rồi, ok các bác. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau test ánh sáng của chiếc đèn Mantaray M6 các bác nhé. Ở trên em là sản phẩm Mantaray M6 ánh sáng trắng này.
Đây rồi. Đây chính là ánh sáng màu trắng của sản phẩm Manta Ray M6. Chế độ sáng mạnh nhất đấy ạ. Khoảng cách chiếu của sản phẩm này thì chắc chỉ rơi tầm khoảng 100 mét thôi. Tại vì là ánh sáng này ánh sáng tỏa. Thế nên là cái độ chiếu xa của sản phẩm này thì không được sắc nét cho lắm nhá. Đèn thì sáng tỏa, đâm ra là khoảng cách chiếu của đèn chỉ rơi tầm khoảng 100 mét thôi. Đây, sáng trung bình đây. Còn nháy nháy LED này. Manta Ray M6 này, công suất mạnh nhất là 1200 lumen. Ở chế độ chiếu sáng mạnh nhất thì các bác có thể sử dụng được sản phẩm này với viên pin 2000 mAh trong khoảng thời gian là 1 tiếng 45 phút nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test ánh sáng màu vàng của sản phẩm này ạ. Đây đây là ánh sáng màu vàng của sản phẩm Manta Ray M6 này. Chiếc Manta Ray M6 ánh sáng vàng thì chỉ có một chế độ sáng thôi nhé. Đấy, không có nháy SOS. Chỉ có một chế độ sáng duy nhất. Ở chế độ sáng duy nhất này thì khả năng là cái ánh sáng màu vàng thì không chiếu hết công suất là 1200 lumen đâu. Chắc chỉ rơi tầm khoảng 800 lumen thôi ạ. Rồi như vậy là vừa rồi thì các bác đã được quan sát cái ánh sáng của sản phẩm Manta Ray M6 trong bóng đêm rồi nhé. Thì bác nào có nhu cầu mua đèn thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 085 919 522 hoặc là 085 929 522 nhé. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi video của em ạ. Rồi chào các bác.